Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ cái sứ mạng đi rao giảng cho muôn dân để họ trở thành môn đệ và làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những giới răn cũng như những điều Chúa Giêsu đã truyền dạy. Và điều đó bắt đầu từ những người đầu tiên là các tông đồ ở Galilê, rồi được loan đi khắp cùng thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta thấy đạo Công giáo đã loan truyền cũng như đã được rất nhiều người đã theo và sống đạo. Thế nhưng trên thế giới ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều và rất đông người chưa hề biết Chúa. Và chúng ta thấy rằng sứ mạng ngày hôm nay vẫn là một sứ mạng mà giáo hội mời gọi chúng ta tiếp nối cái công việc ấy, công việc mà Chúa Giêsu đã trao phó cho các tông đồ, cũng như là tất cả mọi Kitô hữu đều được trao ban sứ mạng rao giảng tin mừng. Khi tôi có dịp đi lên trên các vùng cao nguyên hay Tây Nguyên, tôi thấy có rất nhiều anh chị em dân tộc theo đạo. Và tôi hỏi tất cả các cha ở đấy, có phải là các cha đi giảng rồi dạy người ta, hay là loan báo tin mừng rồi người ta theo đạo không? Thì các ngài nói công việc làm ấy anh em không làm được nhiều lắm, nhưng người đi rao giảng lại là chính những người được nghe loan báo tin mừng. Họ là những người có thể là Kitô hữu rồi, nhưng cũng có những người chưa là Kitô hữu, họ lại đi rao giảng cho những người khác. Và con số và tỷ lệ người theo đạo rất là đông. Chỉ trong vòng khoảng 50 năm trở lại đây thì con số đã lên đến 30% dân số là người theo đạo Công giáo. Trong khi đó thì người Kinh hay người Việt Nam với tỷ lệ chúng ta biết là khoảng trên dưới 7% Công giáo. Và chúng ta cũng đã thấy đạo đã được truyền bá đến trên đất nước chúng ta cũng cả 600 năm. Như vậy thì chúng ta hiểu xem cái gì là cái động lực, hay là đâu là cái yếu tố mà làm cho người ta đón nhận tin mừng. Tôi có đến gặp những người Việt, người Kinh dạy đạo hay là rao giảng tin mừng. Tôi hỏi anh chị em có đi làm công việc đó không? Thưa chúng con cũng đi. Có khi trong một giáo xứ có người Kinh và người dân tộc thì người Kinh cũng đi rao giảng và người dân tộc cũng đi rao giảng. Bên này tôi hỏi một năm được bao nhiêu người? 100 người. Bên này một năm được bao nhiêu? 1 người. Tôi hỏi tại sao có sự chênh lệch như vậy? Thì có khi họ nói rằng người Kinh không có nghe giảng đâu, còn người dân tộc thì họ nghe và đón nhận ngay. Có lẽ cũng có nhiều yếu tố khác, nhưng có một yếu tố mà tôi nhận thấy đó là điều này. Là người dân tộc họ vô cùng phấn khởi và rất là vui sướng vì đức tin mình lãnh nhận. Cái lòng tin của họ, và phải nói rằng họ cảm nhận được ân sủng mà họ lãnh nhận, đó là mình trở thành Kitô hữu là một ân sủng của Chúa. Và vì vậy cho nên cái điều này là một điều vô cùng quý, phải đem đi cho người khác. Còn song số anh chị em người Kinh chúng ta cũng làm, nhưng nghĩ rằng đây là việc phải làm. Còn bên kia là sứ mạng chúng ta thực hiện, và hai bên cùng làm. Nhưng bên này làm với tất cả cái sự nhiệt tâm, nhiệt huyết và tha thiết, thì bên kia làm một cách rất là cần cù, chuyên chú,
nhưng nó chỉ mang tính công việc. Đấy cũng là một yếu tố mà chúng ta thấy rằng khi rao giảng tin mừng, nếu chúng ta chỉ làm như một công việc thì thưa anh chị em, cái kết quả cũng sẽ rất là khiêm tốn. Còn khi thiết tha và biết rằng đây là công việc mà Chúa trao cho mình, và mình tin tưởng rằng Chúa không những chỉ trao cho mình cái bổn phận phải rao giảng, mà còn trao cho mình cái quyền rao giảng, và trong khi rao giảng cũng sẽ được những ơn lành của Chúa để thực hiện. Và tôi thấy rõ rất nhiều người khi mà thực hiện cái sứ mạng đó bằng cái lòng niềm xác tín đó thì đem đến cho người khác cái sự đón nhận tin mừng một cách rất mạnh mẽ. Và ngày hôm nay khi chúng ta nói về Thánh Zelos thì chúng ta cũng thấy Ngài là một con người rất là khao khát loan báo tin mừng. Ngài đã vào chủng viện khi được 23 tuổi, Ngài vào chủng viện rồi. Nhưng khi nghe về dòng Chúa Cứu Thế và khi nghe tin tức về những người dân ở bên Mỹ, Ngài là người Đức mà dân bên Mỹ rất là thiếu thốn những vị thừa sai và cần đến những người giúp đỡ cho những anh chị em Kitô hữu ở một cái vùng đất mới chưa có cơ hội hay là thiếu những sự hướng dẫn cần thiết, thì Ngài xin chuyển sang cái việc truyền giáo. Và Ngài đã nhập dòng Chúa Cứu Thế rồi vào nhà tập, và sau khi học xong thì Ngài được chuyển chức linh mục năm 25 tuổi. Và bắt đầu từ đó cái nhiệt huyết tông đồ ở trong lòng Ngài. Và khi Ngài viết lại về cái việc mình đi ra loan báo tin mừng thì Ngài cảm thấy rằng đây là một cái kho tàng. Ơn cứu độ là một cái kho tàng mà tôi lãnh nhận, cho nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc được Chúa thương trao cho tôi cái sứ mạng này. Cho nên khi Ngài đi giảng, Ngài đi dạy hay Ngài làm những công việc thì mang lấy tất cả cái nhiệt huyết tông đồ và cái xác tín rằng ơn huệ của Thiên Chúa đến với mình. Cho nên thưa anh chị em, khi đọc lại tiểu sử của Ngài thì tôi mới thấy Ngài đã làm rất nhiều phép lạ trong đời của Ngài. Người ta ốm đau bệnh tật đến xin Ngài cầu nguyện, có người thì xin Ngài chữa lành, Ngài nói không, tôi không có cái khả năng này đâu. Và họ tha thiết xin Ngài chữa lành cho họ. Có một người đi không được, phải đeo mang nạng tới nơi, ngồi xin Ngài chữa lành cho ông. Ngài nói không, tôi không được cái quyền năng này đâu. Bảo xin Ngài cầu nguyện cho tôi, xin chữa lành cho tôi. Sau đó ông ta cầm hai cái nạng vứt ra ngoài cửa sổ, nói rằng nếu Ngài không chữa lành thì tôi ngồi đây luôn. Và Ngài đã cầu nguyện cho ông, và sau khi cầu nguyện thì ông đi ra về không cần nạng nữa. Người khác thì đem con tới xin Ngài chữa lành cho con bị gọi là bị bệnh động kinh và nguy kịch lắm rồi. Thì Ngài nói đứa bé này phải trở lại đạo, phải sửa tội thì mới được ơn Chúa. Người mẹ là người tin lành, nói không, tôi tin lành, tôi không rửa tội Công giáo. Ngài nói không phải rửa tội. Bảo bố nó cũng không phải là người Công giáo nên không rửa tội. Ngài nói bố nó đã rửa tội rồi. Bà vợ nói tôi đâu có biết ông rửa tội hồi nào. Thì bảo không, ông chồng đã rửa tội âm thầm rồi. Người chồng sợ vợ không dám nói, và ông chồng đã rửa tội rồi. Cuối cùng thì bà đành phải cho con rửa tội. Và khi rửa tội đứa bé xong thì đứa bé khỏi bệnh. Và Ngài nói với bà vợ đấy, Chúa làm, phải có thấy được việc Chúa làm không. Bà ta về và rất là tức tối với ông chồng, dữ dằn với ông chồng. Nhưng sau đó thì chính bà được ơn Chúa và cũng xin ăn năn trở về với đạo Công giáo. Có những người xúc phạm đến đạo Công giáo, mặt lúc mà ăn nói chửi bới đạo thì bắt đầu mặt nổi lên cái mụn nhọt và sưng tấy lên. Anh ta sợ quá, chạy đến xin Ngài, Ngài cũng đặt tay và cầu nguyện là khỏi. Bao nhiêu người được ơn chữa lành trong thời Ngài còn sống. Nhưng cái đó có phải là do bởi bản thân Ngài, Ngài có khả năng không? Ngài nói không khả năng. Nhưng mà nếu đọc cuộc đời của Ngài thì hiểu rằng đây là một con người thánh thiện. Ngài nói tôi không có làm cái gì theo bản tính riêng, phần lớn đều là ngược với bản tính của tôi cả. Trong cái thư Ngài viết, Ngài nói về cuộc đời thì hiểu rằng Ngài ăn chay đền tội và hy sinh hãm mình. Ngài nói rằng nếu không có hy sinh hãm mình, không có sự hiến dâng cho Chúa thì công việc làm chúng ta sẽ là vô ích. Nếu làm mà không có lòng yêu mến thì chúng ta phí công vô ích. Cho nên trong đời sống của Ngài thì thấy rõ Ngài là một người sống đời sống đạo đức sâu xa,
hy sinh hãm mình. Ngài nói tôi không có còn thấy vui thích cái gì khác ngoài việc hiến dâng cuộc đời của mình như một lễ tế cho Thiên Chúa. Trong cuộc đời thấy tất cả những suy nghĩ, cho nên tất cả những việc Ngài làm, Ngài nói có những điều làm nó không vừa ý, không đẹp ý, nhưng sẵn sàng vui vẻ đón nhận, dâng cho Chúa theo ý Chúa. Và đấy chính là cái yếu tố mà cái sức mạnh nội tâm của Ngài. Cuộc đời chúng ta thấy cũng giống như tất cả các linh mục khác, nhưng bởi vì cái lòng mến Chúa, bởi vì cái lòng thiết tha với các linh hồn, và chính điều đó Thiên Chúa ban ơn cho Ngài, để Ngài có khả năng để chữa lành cho người khác, khả năng để chữa lành các tâm hồn. Cho nên Ngài yêu thương tất cả những người đến xưng tội với Ngài. Ngài nói đừng sợ ai phạm tội, đừng sợ, đừng xấu hổ, cứ đến. Tôi hứa với anh chị em là tôi không có dùng những sự cứng cỏi với anh chị em. Tôi sẵn sàng hiền hòa tiếp nhận. Nếu tôi có làm sai, anh chị em cứ việc tố cáo tôi. Ngài đón nhận tất cả những tội nhân với cái tâm hồn vô cùng hiền hòa. Và chính vì cái thái độ ấy mà người ta trở về với Ngài. Và nếu Ngài thấy họ đến thì bất chấp giờ giấc sẵn sàng phục vụ. Có một lần kia Ngài đã giải tội hết giờ rồi, bỗng nhiên có một anh chàng say rượu đến xin Ngài giải tội. Thì Ngài lại nán lại ngồi giải tội lâu, rất lâu cho anh ta. Giải tội xong, thay vì đến giờ ăn cơm thì Ngài nhịn luôn, Ngài ăn chay để cầu nguyện cho cái người tội nhân ấy. Và Ngài về và không có còn nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Rõ ràng là cuộc đời của Ngài, Ngài đã dùng để mà dâng hiến cho Chúa. Cho nên Ngài nói rằng tất cả những việc làm chúng ta hãy dâng hiến và yêu mến. Và chúng ta có hiến dâng vì yêu mến thì cái việc làm của chúng ta nó mới có những giá trị cao cả. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy đây là một tâm hồn, một con người không chỉ làm việc, không chỉ thực hiện những cái sứ vụ hay sứ mạng, mà con người ấy đã sống cái lòng yêu mến trong tất cả những sứ mạng của mình. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ thấy Ngài đưa các linh hồn về với Chúa được nhiều. Ngài đến được với các tâm hồn, Ngài quan tâm lo lắng, cho nên mọi người đều thấy đây là một con người sống lòng yêu mến Chúa thật. Và nhìn Ngài, người ta đều cho rằng đó là một vị thánh. Đến nỗi trong nhà dòng có ba vị, và Đức Giám Mục nói rằng đây là ba vị thánh. Một đó là thánh Neumann, mà chúng ta biết đã được phong thánh, là vị thánh đầu tiên của Hoa Kỳ. Và thứ hai là thánh Celos, cũng là ở trong cộng đoàn đấy. Và người thứ ba là một cha tên là Muller. Và đều là những người mà Đức Giám Mục nói là đó là những người thánh. Và khi Đức Giám Mục mệt yếu sức rồi, Ngài muốn nghỉ ngơi, thì Ngài đã xin tòa thánh phong chức giám mục cho cha Celos. Nhưng cha Celos đã xin với tòa thánh, xin đừng cho con ở trong chức vụ này, con xin tòa thánh cho con được khỏi phải đón lãnh nhận chức vụ này. Rõ ràng là một con người sống thánh, sống tốt và sống với người khác với tất cả sự chân thành. Rồi chính Ngài khi được bổ nhiệm về Louisiana, New Orleans, thì Ngài đã đến với các tâm hồn và mọi người yêu mến Ngài. Nhưng rồi Ngài không sống được lâu. Sau đó thì Ngài đã đi thăm các bệnh nhân, và có một cái nạn dịch ở trong vùng đó là sốt vàng da. Và Ngài vì chăm sóc lo lắng cho những bệnh nhân, đến nỗi Ngài đã chết vì cơn bệnh ấy. Ngài hưởng thọ 48 tuổi, nhưng mà với thời gian ấy chúng ta thấy Ngài làm quá nhiều việc. Vừa là một nhà truyền giáo, một người lo công việc giáo xứ, làm cha xứ, làm bề trên, rồi làm cha giáo tập, làm giám đốc học viện, cũng như lo những công việc truyền giáo. Tất cả những công việc đó chúng ta thấy Ngài chu toàn một cách rất là hoàn hảo. Và khi Ngài chết, người ta thấy rằng đó là một vị thánh. Cho nên cho đến ngày hôm nay, ở nơi hành hương kính Ngài vẫn có những thánh lễ cầu nguyện cho những người đến xin chữa lành. Và có những người ghi lại cái cảm nghĩ là một điều lạ lùng là có những thánh lễ 1.500 đến 2.000 người đến để xin chữa lành, và sau thánh lễ thì có 8 cha đứng ở đó để đặt tay chúc lành cho những người xin với thánh chân phước Celos chữa lành. Và mới đây thì có một cái sự kiện chữa, một việc chữa lành rất tỏ tường của một người phụ nữ bị bệnh ung thư gan,
như khi Ngài được phong chân phước thì cũng đã có một cái phép lạ rõ ràng, người bị ung thư được khỏi. Và như vậy thì chúng ta thấy Ngài là cái người đem đến cho người ta những cái sự nâng đỡ về thể chất, chúng ta thấy chữa lành các bệnh tật, thì đồng thời chữa lành tâm hồn qua việc giải tội và cứu giúp người ta bằng việc làm đại phúc, rao giảng tin mừng cho những người đã bỏ đức tin hay là những người chưa biết đạo Công giáo, đưa họ về với Chúa. Và thưa anh chị em, tất cả những điều đó bên ngoài là những thành công về mặt thiêng liêng, thì chúng ta thấy cái điều quan trọng là đời sống nội tâm. Đời sống chỉ dành cho Chúa mà thôi, hiến dâng tất cả vì Chúa, sẵn sàng chấp nhận những đau khổ, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều trái ý. Và đó là điều mà Ngài cho rằng, đấy là điều tôi vui sướng vì được làm đẹp lòng Chúa. Vì có gì dâng cho Chúa đâu ngoài những điều mình trái ý, có gì để dâng cho Chúa đâu ngoài những gì mà cuộc sống đưa lại cho mình. Vậy thì thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kính lễ thánh, lễ chân phước Zelos. Chúng ta cũng thấy nếu cuộc đời của chúng ta không biết chọn con đường sống thánh, không biết chọn con đường yêu mến Chúa, không biết chọn con đường phục vụ các tâm hồn, thì như Ngài nói sẽ là vô ích, vì thời gian trôi qua chúng ta chẳng có gì dâng cho Chúa. Và không dâng cho Chúa với lòng yêu mến thì chúng ta cũng chưa dâng được bao nhiêu cả. Vậy xin Chúa cho chúng ta biết bắt chước gương mẫu sống thánh như Ngài, có sự hy sinh hãm mình trong đời sống và có lòng yêu mến Chúa mà chỉ muốn dành cuộc đời của chúng ta hiến dâng cho Chúa, phục vụ Chúa, và rồi Chúa sẽ cho chúng ta rất nhiều những cơ hội, những khả năng để đưa các linh hồn về với Chúa. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giê-rốt ban cho chúng ta được những ơn cần thiết trong ngày hôm nay để chúng ta biết dành cuộc đời của chúng ta hiến dâng và phục vụ Chúa. Amen.